giữa chị Gia cũng gửi lời mời đến toàn thể tất cả các cô chú nào có tinh thần y văn nghệ hãy cùng lên đón vui chương trình văn nghệ tối đêm nay. Anh Vân một lần nữa xin trân trọng kính mời. Hôm nay mời các bạn cùng sẽ lắng nghe một giọng hát rất đặc biệt.